Vâng, xin chào mọi người nhé. Nếu như mà những cái video lần trước là em đã trên tay cũng như là giới thiệu với mọi người rất là nhiều những cái sản phẩm đa giải mã rồi, thì lần này sẽ là một cái video về chia sẻ kiến thức để giúp mọi người có thể hình dung một cách đơn giản nhất về cách thức mà một cái loa nó hoạt động như thế nào. Và đầu tiên thì trên tay em hiện tại đang là một cái củ loa. Đây, mọi người có thể thấy là cái củ loa này là một cái củ loa trầm, kích thước rất là lớn. Thì cái cấu tạo đầu tiên là cái cấu tạo của củ loa thì em xin giới thiệu luôn, đó là cái củ loa nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cái nam châm, đây mọi người có thể thấy nam châm này là sẽ là nam châm vĩnh cửu nhá. Và cái công dụng của nó như thế nào thì tiếp đến thì tí nữa thì em sẽ nói sau. Và nguyên lý hoạt động của nó thì cũng rất là đơn giản thôi, là khi tín hiệu sau khi đã được âm ly khuếch đại rồi thì nó sẽ đi vào cái dây dẫn này và đến cái phần cuộn cảm. Cái cuộn cảm bên trong thì cái cấu tạo của nó rất là đơn giản thôi, nó là một cái sợi dây đồng được cuốn thành nhiều vòng khác nhau và bao quanh những cục nam châm này, và cái cuộn cảm đấy thì nó sẽ được đính trực tiếp lên trên cái màng loa đấy. Và khi cái tín hiệu điện nó đi qua cái sợi dây dẫn làm từ đồng, em xin lỗi, là đi qua cái phần cuộn cảm làm từ đồng ấy, thì nó sẽ biến cái cuộn cảm đó thành một cái nam châm điện. Thì cái đấy học vật lý thì ai cũng biết rồi. Và khi mà cái cuộn cảm bên trong nó bị nhiễm điện, nó thành nam châm, thì nó sẽ tương hỗ với cái nam châm vĩnh cửu này, có nghĩa là hai thằng nó sẽ hút đẩy nhau tùy vào cái tín hiệu mà cái cuộn cảm nó tiếp nhận được, thì nó sẽ hút hoặc đẩy, hai cái thằng này nó sẽ hút hoặc đẩy nhá. Cùng dấu thì nó sẽ đẩy nhau, còn khác dấu thì nó hút nhau. Đấy, đơn giản thế thôi. Và khi mà cái cuộn cảm này nó hút đẩy, nó hoạt động qua lại thì nó sẽ cũng làm cái phần màng loa này nó cũng chuyển động theo, bởi vì là như em nói lúc nãy, cuộn cảm nó được đến trực tiếp lên trên màng loa đúng không ạ? Đấy, thì khi mà cái cuộn cảm này nó tương hỗ, nó dao động qua lại thì nó cũng sẽ làm cho màng loa chuyển động theo. Và đây là cái cấu tạo của màng loa nhé mọi người. Và cái màng loa này thì nó sẽ gồm có hai phần chính. Thứ nhất là cái phần màng đo ở giữa đây, cái phần này thì rất là cứng nha mọi người. Đây, nó rất là cứng, mặc dù là nó mỏng thôi nhưng rất là cứng. Và cái tiếp theo là cái phần surround bao bên ngoài đây. Cái phần surround này thì nó sẽ làm rất là dẻo để có thể giúp cái phần dom ở giữa nó chuyển động qua lại. Đây, cái phần viền đây, phần surround đây. Đấy, và khi mọi người đi mua loa cũ ấy, thì cũng nên xem cẩn thận là cái phần thứ nhất là cái phần surround này này, nó còn có giữ được cái đặc tính là để đàn hồi hay là mềm dẻo hay không, hay là nó bị sao đó, nó bị cứng hay là bị bong chóc gì đấy. Thì mọi người hãy để ý vấn đề này, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình chúng ta sử dụng loa sau này. Còn cái phần màng đo này thì nó rất là ít khi nó bị có vấn đề nhá, chủ yếu là cái phần surround này, bởi vì là đây là cái phần mà nó phải hoạt động nhiều nhất khi mà cái loa nó phát đấy. Khi mà cái loa nó dao động thì cái phần surround này nó sẽ phải rung động theo. Rồi thì tiếp tục quay trở lại với cái phần nguyên lý, thì khi mà cái phần màng loa này nó chuyển động đúng không ạ, nó dao động qua lại như này, thì cái phần màng đo này nó sẽ đập vào các cái phần tử khí ở trong không khí, và các cái phần tử khí đó nó sẽ va đập vào nhau, nó tạo thành một cái sóng âm. Và cái sóng âm nó dao động, nó dao động và dần dần nó truyền đến, và dần dần nó truyền đến cái phần màng nhĩ của chúng ta. Màng nhĩ của chúng ta cũng sẽ bị rung động lên theo khi mà các cái phần tử khí đó nó đập vào trong màng nhĩ đó. Và các cái dây thần kinh thụ cảm ở trong ốc tai, khi mà nó cảm nhận được cái sự rung động của màng nhĩ thì nó sẽ truyền cái tín hiệu đó về não, và não chúng ta xử lý và cho chúng ta biết đó là âm thanh như thế nào. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và cái điều này thì cũng lý giải vì sao mà âm thanh nó không thể truyền được trong chân không, là bởi vì trong chân không nó không có những cái phân tử khí để làm trung gian, làm dao động sóng âm truyền dẫn được. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ nói qua một chút về cái phần nam châm này. Cái phần nam châm này thì thực tế là nó rất là ít khi hỏng nha mọi người, rất là ít khi hỏng. Tuy nhiên là bởi vì là nam châm vĩnh cửu cho nên là trong một quá trình dài sử dụng thì có thể là cái phần từ tính của nó đã bị hao hụt đi khá khá, và rất có thể là nó không còn đủ cái từ tính để cái loa nó hoạt động bình thường nữa. Cho nên là khi mọi người đi mua loa cũ thì cũng nên cẩn thận xem cái phần nam châm này nó còn đủ cái từ tính hay không. Nếu như mà không đủ từ tính thì chúng ta bắt buộc phải nạp lại. Và mọi người kiểm tra nó bằng cách là mọi người hãy lấy một cái miếng sắt, mọi người thử
cho nó dính vào. Nếu như mà cái lực từ nó hút nó vẫn là mạnh thì chứng tỏ là cái nam châm nó vẫn hoạt động ok. Còn nếu như là lực của nó hút nó không được mạnh mẽ thì khả năng là nó đã bị cái phần từ tính của nó đã bị hao hụt đi nhiều, và mọi người nên cẩn thận cái đầu đấy. Còn cái cuộn cảm bên trong đó thì nó rất là khó để có thể khám phá được, bởi vì chúng ta không được phép mở ra. Thì cái đó thì mọi người cũng để ý một chút, là khi mà chúng ta bật loa nó âm lượng nó hơi cao một chút thì cảm giác xem nó có bị rè hay không. Đấy, nếu mà bị rè thì khả năng là cái phần cuộn cảm bên trong nó có vấn đề. Thì chúng ta cũng nên lưu ý cái điều đấy nhé mọi người. Và có một cái câu hỏi rất là hay, đấy là tại sao mà các nhà sản xuất người ta lại phải làm những cái củ loa bass với kích thước nó lớn hơn rất là nhiều so với lại những cái củ loa mid và củ loa trap đúng không ạ? Thì câu trả lời rất là đơn giản như này thôi. Thì như mọi người đã biết là những cái âm thanh có cái tần số thấp thuộc cái giải trầm, giải bass thì nó thường nó có tần số rất là thấp đúng không ạ? Nó chỉ tầm độ là 200 đến 300 đổ về thôi. Còn trong khi đó thì những cái âm thanh ở tần số cao như là giải mid hay là giải trap thì nó có thể lên đến là hàng 3 4 ngàn hoặc là thậm chí là 10 20 ngàn lần. Đấy thì cái tần số nó thấp như vậy thì bắt buộc người ta sẽ phải thiết kế củ loa lớn hơn. Củ loa lớn hơn thì đồng nghĩa với việc là cái diện tích màng loa này nó cũng sẽ to hơn ạ. Nó sẽ to hơn thì nó sẽ giúp cho cái phần tiếp xúc giữa cái phần màng loa và cái phần tử khí trong không khí nó cũng sẽ lớn hơn. Và qua đó khi mà cái loa nó rung động thì nó cũng sẽ truyền đi, nó cũng sẽ đập vào nhiều các cái phần tử khí ở trong không khí hơn. Và qua đó thì cái phần phần tử khí nó khi nó truyền đến tai người nó cũng sẽ lớn hơn. Em ví dụ thì nếu như trong 1 giây nhé, thì cái giải bass nó cái phần loa trầm này nó chỉ dao động khoảng 200-300 lần thôi. Trong khi đấy là những cái của loa mid và trap thì nó dao động đến cả mấy nghìn, thậm chí là mấy chục nghìn lần cơ. Đấy, cho nên là bắt buộc người ta phải làm cái diện tích lớn để bù lại cho cái tần số nó thấp như vậy, để đảm bảo làm sao mà những cái phần tử khí khi mà nó truyền đến cái màng nhĩ của chúng ta nó vẫn đủ lượng, nó không bị hao hụt đi nhiều so với lại hai cái giải trên kia. Đấy rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người cái nguyên lý hoạt động của một cái chiếc loa nó như thế nào, và một số cái lưu ý khi mà chúng ta chọn lựa cái loa cũ, loa qua sử dụng. Và đó là tất cả những cái nội dung mà em muốn trình bày trong video lần này. Và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.